vũ khí đưa ra khỏi Syria bị trễ hạn kỳ, tin từ Larnaca, Cyprus. Ngoại trưởng Ioannis Kosolais của Cyprus nói rằng việc chuyển giao vũ khí hóa học của Syria đã quá trễ hạn kỳ. Trước đó, Ngoại trưởng Kosolais đã viếng thăm chiến trục hạm Esbern Nesmer của Đan Mạch đang thả neo trong hải phận Cyprus, gặp các vị chỉ huy Đan Mạch và Na Uy. Đợt hóa chất đầu tiên đã đưa lên hai chiếc tàu chở hàng của Đan Mạch và Na Uy trong tháng Giêng và chỉ được khoảng 5% số vũ khí hóa học của Syria. Ngoại trưởng Kosolais cũng trấn an các nước trong vùng, nói rằng sẽ không có bất kỳ loại vũ khí hóa học nào ném xuống biển mà được cải biến dùng cho kỹ nghệ hay những mục đích đặc biệt. Công tác phá hủy vũ khí hóa học hiện đã trễ thời khóa biểu ấn định là khoảng trên 6 tuần lễ.